Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối nhận huy chương vàng SEA Games 30? Lúc toàn đội nhận huy chương vàng, huấn luyện viên Park đã lánh đi chỗ khác. Ông không nhận huy chương mà chọn cách lên khán đài để gần gũi hơn với người hâm mộ. Sau đó khi xuất hiện, ông Park được các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đeo huy chương vàng SEA Games vào cổ, nhưng ông khoát tay từ chối cho bằng được. Huấn luyện viên Park được biết là thành công với bóng đá của Việt Nam bởi ông là người rất đặc biệt, không chỉ đơn thuần là một huấn luyện viên, ông tạo không khí đội bóng như một gia đình, nơi mọi người đều yêu thương nhau để tạo nên sức mạnh giúp cho Việt Nam đứng trên đỉnh Đông Nam Á. Kết thúc trận đấu chung kết với Indonesia, người hâm mộ Việt Nam có mặt trên khán đài sân Rizal Memorial, cảm động với hình ảnh huấn luyện viên Park ôm hôn từng thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ. Ông ôm thật lâu, hôn thật sâu, rất tình cảm với từng người khiến cho ai ai cũng cảm động. Nụ hôn thân thương của thầy Park như cách một người bố hôn chúc mừng những cậu con trai của mình. Ông Park cũng vỡ òa cảm xúc vì ông được tất cả các thành viên đội bóng và đặc biệt là các cầu thủ quý trọng như người bố trong gia đình. Hình ảnh nụ hôn của thầy Park đã lý giải vì sao bóng đá Việt Nam thành công hơn trong 2 năm trở lại đây. Khi một tập thể cùng nhau đoàn kết, yêu thương nhau hết mực thì mọi người đều vì nhau mà hành động. Quang Hải bị chấn thương, cả đội đem áo đấu số 19 của Hải ra để chụp hình như là Hải vẫn xuất hiện trên sân. Vì sao trận chung kết các tuyển thủ Việt Nam đá rất hay ư? Hãy nghe đội trưởng Hùng Dũng bày tỏ. Chúng tôi không chỉ đá cho chúng tôi mà còn nỗ lực đá luôn cho phần Quang Hải, để Quang Hải không phải lo lắng khi không thể ra sân thi đấu, một trong những trận cầu quan trọng nhất của đời cầu thủ. Chúng tôi luôn chiến đấu cùng nhau, chiến đấu vì nhau, như lời bố Bác Phẫn truyền đạt hàng ngày. Không chỉ thể hiện trên sân bóng, huấn luyện viên Park luôn thể hiện tình cảm của mình mọi lúc mọi nơi. Ông luôn tìm hiểu mọi tâm tư của cầu thủ để gần gũi chuyện trò cùng họ. Sự quan tâm của ông đến mỗi cá nhân giúp họ thấy mình luôn được tôn trọng, quan tâm, nên ra sân là chiến đấu cho chính mình và cũng như một lời cảm ơn cho bố Park. Không khí gia đình ở tuyển Việt Nam là điều mà trước giờ chưa từng có, nên bóng đá Việt Nam mới giải được cơn khát vàng SEA Games sau 60 năm. Tại SEA Games 2019, người hâm mộ cảm động khi lần đầu tiên chứng kiến huấn luyện viên Park hôn lên lá quốc kỳ Việt Nam nơi ngực áo. Đây là lần đầu tiên ông Park thể hiện hình ảnh của mình với đất nước. Con người Việt Nam, như ông bày tỏ, đã xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Ở đây ông đã cống hiến và nhận được sự yêu mến từ mọi người. Ông Park chứng tỏ ông đã là một phần của bóng đá Việt Nam, một phần của đất nước cuồng nhiệt với quả bóng tròn, nên càng nhận được sự yêu mến của mọi người. Lúc toàn đội nhận huy chương vàng, thầy Park đã lánh đi chỗ khác. Ông không nhận huy chương mà chọn cách lên khán đài để gần gũi hơn với người hâm mộ. Sau đó khi xuất hiện, ông Park được các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đeo huy chương vàng SEA Games vào cổ, nhưng ông khoát tay từ chối. Hết người này đến người khác đều muốn đeo huy chương cho thầy Park, nhưng ông đều từ chối, một hành động rất đặc biệt của con người đặc biệt. Bởi ông Park biết rằng, ban tổ chức chỉ trao cho đội 25 huy chương, trong khi toàn bộ thành viên đội bóng lên đến 30 người, nên ông từ chối nhận chiếc huy chương quý giá để nhường lại cho những người khác giữ làm kỷ niệm. Ông đã biết hy sinh cho những người đã làm việc cho mình, góp phần giúp ông thành công với bóng đá Việt Nam. Ở các trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ cả nước đã quá quen thuộc với hình ảnh thầy Park sẵn sàng tranh cãi quyết liệt với trọng tài. Ông đã không ít lần nhận thẻ từ các vị vua áo đen vì những lần lao ra phản ứng trọng tài để bảo vệ cho các học trò. Trong trận chung kết SEA Games, dù Việt Nam đã dẫn trước 3 bàn nhưng chỉ cần một quyết định từ trọng tài bất lợi cho cầu thủ của mình, ông đã lao ra để phản ứng. Sự phản ứng của ông bị trả giá bằng chính chiếc thẻ đỏ và buộc phải rời khỏi khu vực kỹ thuật lên khán đài. Nhưng đổi lại, U22 Việt Nam sẽ không bị trọng tài xử bất lợi ở các tình huống tiếp theo. Rất đặc biệt khi huấn luyện viên Park bị truất quyền chỉ đạo, hơn 10.000 người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân Rizal Memorial đã đồng thanh hô lớn: Park Hang-seo liên hồi không ngớt. Một hình ảnh cho thấy ông đã được yêu mến đến giường nào bởi đã luôn hết mình với các cầu thủ. Không chỉ với trọng tài, ông Park còn rất biết phản ứng với tất cả mọi người nếu như đội bóng của ông bị ảnh hưởng. Khi huấn luyện viên Thái Lan Akira Nishino chê Bùi Tiến Dũng câu giờ ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park đã phản ứng kịch liệt. Trong buổi họp báo, ông đều nhắc lại chuyện này để bày tỏ sự không hài lòng với huấn luyện viên Akira Nishino. Không chỉ vậy, ông còn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi cho giới phóng viên Việt Nam lúc Thái Lan rút thẻ đã cấp cho một số phóng viên vì lỡ ghi hình buổi tập của đội Thái Lan. Ông Park cũng đã đáp trả lại với việc cấm báo chí Thái Lan tác nghiệp trong các buổi tập của tuyển Việt Nam, một phản ứng cần thiết thể hiện bản tính khẳng khái của huấn luyện viên Park. Không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á mà còn ở cả châu lục, Việt Nam cũng tự tin chơi hay và không còn ở kèo dưới như trước đây mỗi khi gặp các đội mạnh của châu Á. Có thể khẳng định rằng, từ khi có thầy Park, bóng đá Việt Nam đã lên đẳng cấp mới, nên cầu thủ Việt Nam luôn chơi bóng chững chạc, bản lĩnh trước bất cứ đối thủ nào. U22 Việt Nam đã có những chiến thắng khá dễ dàng trước Campuchia ở bán kết SEA Games
và Indo ở chung kết, bởi huấn luyện viên Park là người hiểu rất rõ đối thủ. Để chuẩn bị cho trận đấu, ông cùng các trợ lý của mình phải xem tận mắt các đối thủ thi đấu và cùng nhau phân tích điểm mạnh, yếu để đề ra đối sách hợp lý nhất. Như trận gặp Campuchia, ngay từ đầu trận, Việt Nam nhử đối thủ bằng cách lùi xuống và Campuchia đã sập bẫy khi tự tin dâng cao đội hình cho tấn công. Thế là họ không kịp lùi về khi hàng thủ quá mỏng. Các học trò của ông Park dễ dàng ghi bàn để thắng đậm 4-0. Ở trận chung kết cũng vậy, những phút đầu người hâm mộ Việt Nam cảm thấy lo lắng khi Indo tràn lên áp đảo trong khi Việt Nam lùi sâu về phòng ngự. Huấn luyện viên Park lại dùng chiêu khích tướng để Indo rơi vào bẫy phòng ngự phản công. Hơn ai hết, huấn luyện viên Park hiểu rằng các đội đều muốn tạo thế áp đảo trước Việt Nam, nên ông đã nhạy bén buộc họ đá theo ý của mình và dễ dàng giành chiến thắng. Còn con người đặc biệt này, bóng đá Việt Nam sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Chúng ta cùng chờ đợi những kỳ tích tiếp theo từ đội bóng của huấn luyện viên Park.